Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày 14 tháng 9 nhâm dần, tại trú xứ Ngọc Thủy, khối phố 3, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Tam Kỳ, Ban tổ chức lễ tang và môn đồ Pháp Quyến đã tiến hành lễ truy niệm phụng tống Kim Quang, ni trưởng Thích Nữ Châu Liên, giáo phẩm ni giới hệ phái Khất Sĩ đến nơi trà tỳ. Chứng minh lễ có Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Phương, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Thượng tọa Thích Viên Tánh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Trưởng Ban tổ chức lễ tang, cùng chư tôn đức các tự viện, chư tăng ni hệ phái Khất Sĩ, đông đảo Phật tử trong và ngoài thành phố Tam Kỳ tham dự. Tại buổi lễ, ni trưởng Thích Nữ Chúng Liên, giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ đã có đôi nét sơ lược về tiểu sử ni trưởng Viên Tịch. Theo tiểu sử, ni trưởng Thích Nữ Châu Liên, thế danh Trần Thị Nhung, sinh năm Canh Ngọ 1930, giáo phẩm ni giới hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, trú xứ Ngọc Thủy, khối phố 3, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ni trưởng xuất gia tại tỉnh xá Ngọc Kỳ, thành phố Tam Kỳ, cầu pháp với ni trưởng Thích Nữ Phan Liên. Năm 1968, ni trưởng thọ cụ túc giới. Trong 55 năm hành đạo, ni trưởng được bổ xứ du phương hành đạo, lần lượt trải qua các miền tịnh xá thuộc các tỉnh cao nguyên Trung Bộ như Ngọc Phú, Ngọc Bảo, rồi Ngọc Ninh, cuối cùng là tỉnh xá Ngọc Kỳ, thành phố Tam Kỳ. Ngày ngày ni trưởng niệm Phật, nhắc nhở ni chúng và Phật tử tinh tấn tu hành, giữ gìn giới luật trang nghiêm, nhất là tham gia công tác từ thiện, thực hành hạnh nguyện, lợi sanh giúp đời. Do niên cao làm trưởng, ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 5 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 10 tháng 9 nhâm dần, tại trú xứ Ngọc Thủy, khối phố 3, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trụ thế 93 năm 55 hạ lạp. Tại buổi lễ, ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên, đại diện ni giới hệ phái Khất Sĩ, dâng lời tưởng niệm tiễn biệt. Lời tưởng niệm có đoạn: trong cuộc đời hữu hạn, kiếp nhân sinh tụ tán vô thường, chúng tôi làm sao ngăn được lòng bùi ngùi thương tiếc khi một bậc chân tu hiền đức phạm hạnh từ giã cõi đời huyễn mộng. Ni trưởng ra đi nhưng đã để lại cho đời tấm gương đạo hạnh sáng ngời. Sau lễ tưởng niệm, chư tôn giáo phẩm chứng minh đã niêm hương trước giác linh đài, đồng cầu nguyện giác linh ni trưởng cao đăng Phật quốc. Tiếp đó, đại đức Thích Tịnh Đức đã tuyên pháp ngữ, chư tôn đức tăng ni môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm phụng tống Kim Quang cố ni trưởng đến đài hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để trà tỳ.